Trên thực tế thì mình thấy là có một số cái ngữ cảnh gọi là dàn cảnh đi, nó sẽ xảy ra tấn công theo kiểu như này. Ví dụ như là mình đang sở hữu một cái ví và mình để lộ key rồi. Và lúc đấy là gì? Là hacker lúc đấy là cầm cái key của các bạn nhưng mà lại cố ý để lại một ít tài sản. Ở bên trong đấy nó là những cái loại token khác nhưng mà nó rút hết cái token chủ của cái blockchain đấy đi. Thì khi mà giả sử như là mình có nhu cầu mà mình nạp vào để làm phí gas để mà rút những cái token kia đi ấy, là ngay lập tức cái mà mình vừa nạp lại bị rút đi. Đó, thì bản chất là ở đây là gì? Là người ta set up một cái con bot. Thì cái con bot này là nó được cài sẵn cái key ở trong cái ví đấy rồi. Thì nó sẽ scan liên tục, tần số quét đó là liên tục. Thì khi mà ngay lập tức mà có balance mới vào là nó sẽ rút đi ngay. Thì nếu như mà mình thao tác bằng tay á, mình nạp vào xong mình mất thời gian để mà mình loay hoay, mình tương tác, mình chuyển những tài sản khác đi á, thì không thể nào mà mình chuyển được kịp so với bot hết. Nhưng mà cái thực ra thì nếu mà mình bị lừa kiểu đấy thì bị một lần thôi là mình đã không nạp tiếp rồi. Thì sau cái hình thức đấy là nó sẽ nâng cấp lên một cái hình thức khác nữa. Ví dụ như là bây giờ nó sẽ là đóng giả làm nạn nhân, chủ động rằng là nói rằng là bây giờ là mình bị lừa đi, mình làm mất key, mất ví, hoặc là mình post hẳn một cái key của cái ví đấy lên trên kiểu như vào một cái hội nhóm nào đấy, mình nhờ người ta giúp đỡ rằng là có cách nào để lấy ra lấy kia hay không. Thì những cái người mà gọi là nổi lòng tham á thì họ sẽ nghĩ ra cái ý tưởng tương tự, có nghĩa là họ lại nạp gas vào đấy, họ thấy ở trong đấy có tài sản mà họ nạp gas vào trong đấy với ý định là sẽ rút cái tài sản khác đi. Thì vô tình là gì, một người nhưng mà hàng trăm hàng ngàn người nổi lòng tham như thế nạp cái token chủ đấy vào làm gas để rút đi, thì vô hình chung là cái người đằng sau khi được hưởng lợi. Và cơ chế tương tự là ngay lập tức cái con bot là cứ thấy ba lanh nạp vào là rút đi, nạp vào rút đi, mà trên một cái tệp người rất là lớn.